Quý vị và các bạn thân mến, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến rất phức tạp. Nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, nên nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng là rất cao. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đa số người dân Yên Bái đã có ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, nhiều gia đình đã hoãn tổ chức tiệc cưới, hủy các tour du lịch cũng như các cuộc hội họp đông người để phòng dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng ở tổ 11 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chuẩn bị làm đám cưới cho con trai thứ hai vào ngày 1 tháng 5 tại nhà hàng Duyên Quý. Tuy nhiên, những ngày gần đây dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nên gia đình ông đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới cho con. Đây là quyết định khó khăn vì đám cưới là ngày trọng đại của mỗi người. Nhưng để đảm bảo an toàn phòng dịch, gia đình ông chỉ làm thủ tục cần thiết của lễ cưới cho hai con. Thì gia đình về cũng bàn bạc lại là xin hoãn, khi nào nó được phép ổn định, nó tình hình ổn định trở lại thì lại tổ chức lại, báo hỷ cho các cháu với mọi người để cho nó gia đình yên tâm, nên mà các cháu nó cũng đỡ phải ai nấy thế thôi, không vấn đề gì cả. Nên là cái việc chung của cả xã hội thì mọi người cũng đều phải có trách nhiệm đóng góp vào đấy, nên là mình chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định phòng chống dịch. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, gia đình anh Vũ Hùng Anh ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đặt tour đi du lịch Đà Nẵng với lịch trình 4 ngày 3 đêm với số tiền gần 30 triệu đồng. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nên gia đình quyết định hủy tour ở nhà để phòng chống dịch. Có ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 là kỳ nghỉ lễ rất dài. Tôi cùng với gia đình thì cũng đã đặt cho mình một tour đi Đà Nẵng. Nhưng tuy nhiên thì với tình hình diễn biến của dịch rất là phức tạp, vậy nên là cũng hiểu được cái tình hình đang diễn ra. Vậy nên là tôi cùng với gia đình đã quyết định đó là tạm hoãn chuyến đi này trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 để đảm bảo sức khỏe của gia đình mình cũng như là cộng đồng. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt đã phải hủy 15 tour du lịch trong nước với gần 200 khách đến từ các tỉnh như Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang. Tại bến cảng Hương Lý đã có gần 20 đơn vị tổ chức ký hợp đồng du lịch Hồ Thác Bà, song do dịch bệnh nên đã hủy hoãn. Để đảm bảo phòng chống dịch trong dịp này, công ty cũng đã trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang và yêu cầu khách du lịch phải đến khai báo y tế. Phần lớn là những cái tour hiện nay ở công ty là khách hàng báo hủy và xin để đẩy ra một dịp khác. Thế còn là những khách hàng nào mà vẫn đi du lịch ấy thì công ty đều có hướng dẫn khai báo y tế, rồi là chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để đảm bảo khi du khách đi du lịch thì vẫn đảm bảo về sức khỏe và phòng chống dịch theo quy định. Câu lạc bộ hưu trí ngành xây dựng chi hội phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có kế hoạch tổ chức đại hội chi hội vào ngày 1 tháng 5. Song được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không tụ tập đông người, nên chi hội đã thống nhất quyết định hoãn đại hội để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Sau khi được thông báo của chi bộ, của tổ trưởng dân phố, có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban thành phố, để nghiêm chỉnh chấp hành về cái phòng chống dịch COVID-19 thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh và đã hoãn cái đại hội lại để đảm bảo an toàn cho các hội viên trong chi hội và cũng như là chấp hành theo cái chủ trương chung của nhà nước. Tăng cường tuyên truyền cho các hộ gia đình là đang có ý định đi du lịch và đi về quê vào các ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tuyên truyền các hộ gia đình là không ra khỏi địa phương, địa bàn trong thời gian này và tuyên truyền cho các hộ gia đình mà đang có dự định tổ chức các cái sự kiện đông người như đám cưới, đám hỏi và các cái sự kiện gặp mặt nhân cái đợt nghỉ này thì sẽ tạm dừng lại các hoạt động tụ tập đông người để tránh cái tình trạng lây nhiễm COVID. Nguy cơ dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là rất cao. Vì vậy, mỗi người dân hãy tuân thủ chấp hành nghiêm quy định của Bộ Y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.